Ngày 11 tháng 7, tại hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Hậu Giang, Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Võ Thiên Kim, 19 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, do Kim đang mang thai 8 tháng nên cơ quan công an cho tại ngoại, Kim đã dùng nón bảo hiểm hành hung cô gái gây xôn xao dư luận tuần qua. Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh, tối 3 tháng 7, chị DTTL, 19 tuổi, ngụ thị xã Long Mỹ, đến ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường 4, thành phố Vị Thanh. Lúc này, Trương Thanh Thiên, 21 tuổi và vợ là Kim, đến nhà nghỉ, nơi L đang ở, và gọi ra gặp mặt. Lời qua tiếng lại, vợ chồng Thiên và Kim đã đánh L bằng tay và nón bảo hiểm gây thương tích 6%. Đến thời điểm này, nghi phạm Thiên đã bỏ trốn, trong tuần sau, nếu chưa bắt được Thiên, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định truy nã. Quan điểm của Công an tỉnh là xử lý nghiêm vụ việc. Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định. Như báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, trước đó một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh một cô gái bị đôi nam nữ tấn công bằng tay, nón bảo hiểm vào vùng đầu gây xôn xao dư luận. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an thành phố Vị Thanh đã xác minh, xác định cặp đôi đánh người là vợ chồng Thiên và Kim, còn người bị hành hung là chị L. Qua tìm hiểu, trước đây ba người có mối quan hệ là bạn bè, tuy nhiên, Kim nghi ngờ và cho rằng L nấy sinh tình cảm riêng tư với chồng Kim nên nhiều lần nói chuyện riêng và có lời nói xúc phạm lẫn nhau. Tối 3 tháng 7, khi biết L đang thuê phòng nghỉ, vợ chồng Thiên đã đến nơi, sau đó xảy ra vụ việc nói trên.